11 dấu hiệu mang thai bé gái dễ nhận biết. Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn. Thay mặt cho ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an. Quý vị và các bạn thân mến, đa số những người sắp làm bố mẹ rất tò mò, muốn biết giới tính của con mình vì muốn mua sắm, chọn tên và trang trí phòng ngủ cho phù hợp. Nếu không muốn thực hiện các biện pháp kỹ thuật y tế, bạn có thể dựa vào các dấu hiệu mang thai bé gái sau để thử đoán giới tính của con nhé. Sau khi phát hiện các dấu hiệu mang thai và sử dụng que thử thai để chắc chắn bản thân đã mang thai, bạn có thể sẽ rất hào hứng khi biết mình sắp được nên trước bố mẹ. Lúc này, bạn hẳn cũng sẽ cảm thấy tò mò rất nhiều về sự phát triển của thai nhi và đặc biệt là giới tính của con. Dưới đây, kiến thức mẹ bầu sẽ mách bạn một số dấu hiệu mang thai bé gái để nhận biết thai nhi là công chúa hay hoàng tử nhé. Thứ nhất, bụng bầu cao hay thấp. Nếu thấy bụng bầu cao, chừa bụng trên chứ không chừa bụng dưới, có thể là dấu hiệu cho biết bạn đang mang thai một bé gái. Buồn nôn vào buổi sáng. Dấu hiệu mang thai bé gái là buồn nôn vào buổi sáng. Khi bạn buồn nôn nhiều vào buổi sáng là một dấu hiệu mang thai bé gái, bạn có thể dễ dàng nhận biết được. Một nghiên cứu năm 2017 cho thấy, các bà mẹ mang thai bé gái có hệ miễn dịch yếu hơn và dễ gặp các cơn buồn nôn vào buổi sáng so với những người mang thai bé trai. Thứ ba, hình dạng của bụng bầu. Hình dạng của bụng bầu đóng vai trò quan trọng trong việc xác định giới tính của thai nhi. Nếu bụng bầu hơi nhọn về phía trước, bạn có thể sẽ sinh ra bé trai. Tuy nhiên, nếu bụng bạn tròn đều và bè ra hai bên, thì đấy chính là dấu hiệu mang thai bé gái. Thứ tư, tâm trạng căng thẳng. Mức độ căng thẳng của phụ nữ trước khi thụ thai có thể ảnh hưởng đến giới tính của thai nhi trong bụng. Một nghiên cứu năm 2012 cho thấy sự liên hệ giữa mức độ hormone căng thẳng cortisol với giới tính nam hay nữ ở thai nhi. Theo đó, những phụ nữ có nồng độ cortisol cao sẽ có khả năng sinh con gái cao hơn. Thứ năm, kiểm tra với tỏi, dấu hiệu mang thai bé gái. Mùi hành, tỏi thường dễ toát ra lỗ chân lông khi bạn mang thai bé trai. Ngược lại, khi bạn ăn tỏi mà mùi cơ thể vẫn bình thường, thì đây là dấu hiệu mang thai bé gái. Thứ sáu, nghiêng người về một bên khi ngủ. Lúc mang thai, nếu bạn thường xuyên nghiêng người về bên phải khi ngủ, bạn có thể đang mang thai bé gái. Ngược lại, thói quen nghiêng người sang bên trái khi ngủ có thể cho thấy bạn đang mang thai bé trai. Thứ bảy, thử với bột nở hay còn gọi là baking soda. Một cách truyền miệng khác để xác định giới tính thai nhi là sử dụng bột nở. Bạn hãy cho một hoặc hai thìa bột nở vào cốc chứa một ít nước tiểu. Nếu như nước tiểu phản ứng với bột nở và sùi bọt thì bạn đang mang thai một bé trai. Ngược lại, nếu nước tiểu không phản ứng với bột nở thì bạn có thể đang mang thai bé gái. 8. Độ bóng của tóc. Một dấu hiệu mang thai bé gái khác bạn có thể dễ dàng nhận biết là dựa vào độ bóng của tóc. Nhiều người tin rằng nếu tóc trông có vẻ mỏng và sơ xác, bạn đang mang thai bé gái. Ngược lại, khi mang thai bé trai, tóc bạn sẽ rất bóng và mượt. 9. Thèm ăn ngọt. Khi mang thai bé gái, bạn có thể sẽ thèm ăn những món ăn ngọt như bánh ngọt, chocolate hay kem. Ngược lại, nếu thích ăn những món mặn như snack, đây có thể là dấu hiệu mang thai một bé trai. 10. Ngực to hơn. Sự thay đổi ở ngực có thể là một dấu hiệu mang thai bé gái mà bạn dễ bỏ qua. Khi mang thai một bé gái, kích thước vòng 1 có thể thay đổi đáng kể, trong khi bé trai thì không. 11. Nhẹ nhàng và duyên dáng. Mọi người thường cho rằng việc mẹ bầu trở nên dịu dàng, duyên dáng và điệu đà hơn khi mang thai cũng là một trong những dấu hiệu mang thai bé gái. Cách xác định giới tính thai nhi thời xưa. Trước khi các công nghệ y khoa tiên tiến ra đời, ông bà chúng ta ngày xưa đã dựa trên những dấu hiệu mang thai bé gái hay bé trai sau để xác định giới tính thai nhi. Thứ nhất, kiểm tra với nhẫn. Bạn cột một sợi chỉ vào nhẫn theo lủng lẳng trên bụng bầu. Nếu nhẫn xoay theo vòng tròn trên bụng, đó là dấu hiệu mang thai bé gái. Thứ hai, đường lông Nira giữa bụng. Khi mang thai, có một đường Nira màu đen xuất hiện trên bụng bầu của bạn. Nếu đường này kéo dài qua rốn, bạn đang mang thai một bé trai. Nhưng nếu đường này kết thúc bên dưới lỗ rốn thì đây là một trong các dấu hiệu mang thai bé gái. Thứ ba, tình trạng cơ thể. Người xưa nói rằng khi mang thai một bé gái, bạn sẽ bị đánh cắp vẻ đẹp. Vì vậy, nếu bạn gặp phải nhiều mụn trứng cá trong thai kỳ, có thể bạn đang mang thai một công chúa. Còn nếu cảm thấy da khô và bàn chân lạnh, đó là những dấu hiệu mang thai bé trai. Các dấu hiệu mang thai bé gái nêu trên có thể giúp bạn thử đoán giới tính của thai nhi
Tuy nhiên, hãy luôn nhớ rằng những điều này không phải lúc nào cũng chính xác, vì mỗi bà bầu, mỗi thai kỳ đều khác nhau. Để chắc chắn có được kết quả chính xác nhất, bố mẹ nên thực hiện các kỹ thuật y tế xác định giới tính thai nhi nhé! Hy vọng rằng với những dấu hiệu mang thai bé gái trên đây sẽ giúp bạn thử đoán được giới tính của bé yêu trong bụng. Dù mang thai con trai hay con gái, chắc hẳn bạn và gia đình đều sẽ đón chào bé yêu chào đời trong tình yêu thương và sự chăm sóc tốt nhất. Đừng quên để lại ý kiến và thắc mắc của bạn bên dưới phần bình luận nhé! Ban biên tập sẽ trả lời sớm nhất từ quý vị và các bạn. Hãy đăng ký kênh và rung chuông để nhận thêm nhiều video miễn phí bạn nhé! Kiến thức mẹ bầu chúc bạn mẹ tròn con vuông!